phong tục xúc động khi được phục vụ tổng chức đánh tan của cổ kịch mật. Thay mặt cán bộ công nhân viên nhà tang lễ thành phố, xin gửi lời chia buồn tới toàn tỉnh An Bình trước tổn thất to lớn này. Sau đây, ban tổ chức xin chân thành kính mời ông Tạ Quang Vinh thay mặt cho gia đình lên lòng đến thăm. Xin chân thành kính mời. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt gia đình của Hồ Thị Mận gửi tới quý vị lời cảm tạ chân thành nhất về sự có mặt của quý vị trong buổi lễ tang hôm nay. Hồ Thị Mận sinh năm 1920 trong một gia đình công chức tiểu tư sản. Hồi nhỏ, vào những năm đầu của thế kỷ 20, giống như những người phụ nữ khác cùng trang lứa, cụ chỉ được học theo hết bậc tiểu học ở Hà Nội và sau đó sống trong môi trường nhỏ bé là gia đình. Với tư cách là người con, người vợ, sinh ra và lớn lên trong gia đình trung lưu thời đó, với nề nếp gia phong vừa có tính chất gia giáo phong kiến vừa chịu ảnh hưởng của đời sống mới lúc đó, cũng đã thừa hưởng nhiều phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ trước. Những phẩm chất đó sau này dù thời thế có thay đổi cũng vẫn giữ nguyên được những giá trị của nó cho đến ngày hôm nay sau gần một thế kỷ trôi qua. Là một người phụ nữ khéo tay hay làm của còn là thiếu nữ mới lớn, cũng đã được cha mẹ gửi vào Sài Gòn để trau dồi nghề nữ công gia chánh, một điều không phải dễ dàng trong điều kiện lúc bấy giờ. Cụ là tác giả của nhiều bức tranh thêu len đình cổ sư tử một thời rất có giá trị ở Hà Nội. Tiếc rằng sau này do chiến tranh phải lo bươn chải để kiếm sống, cụ không tiếp tục theo đuổi công việc nghệ thuật đó. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, cụ theo chồng là cụ Lê Xuân Phúc ra Hậu Phương. Vì đời sống khó khăn, ít lâu sau cụ đành phải đưa mẹ già và ba con nhỏ về Hà Nội sinh sống, để lại người chồng thân yêu ở lại tham gia kháng chiến. Đây là thời kỳ đầy khó khăn và cụ phải ra sức chống đỡ. Một mình cụ phải bươn chải làm mọi công việc cần thiết để có tiền nuôi các con ăn học như bao người vợ có chồng đi kháng chiến khác. Sau này vào đời lập lại, ngoài việc chăm lo gánh vác công việc gia đình với đồng lương bao cấp kiêu tốn của chồng, một cán bộ nhà nước như bao người khác, cụ đã tiếp tục lao vào cuộc sống mưu sinh đầy vất vả với mọi công việc có thể làm được trong thời đeo nhiều khó khăn. Và kết quả là không phụ công lao của cụ, ba người con của cụ đều khôn lớn, học hành dày dạn và đều là những cán bộ tốt của nhà nước. Hơn thế nữa, các cháu nội ngoại của cụ đều nối bước cha mẹ trở thành các cán bộ trẻ nhiều năng lực, có cháu đã giành được học vị tiến sĩ khoa học. Là một phụ nữ của một gia đình có nề nếp, cụ không chỉ chăm lo đến công việc gia đình của mình mà còn luôn quan tâm đến cuộc sống của các anh chị em ruột thịt cũng như họ hàng nội ngoại gần xa. Bất kể nhà ai có việc thiếu gì, cụ đều có mặt chăm sóc bảo ban, chỉ dẫn đến nơi đến chốn từng chi tiết. Trong số các con các cháu xa gần có mặt ngày hôm nay ở đây, chắc chắn không thể nào quên được hình ảnh phúc hậu của cụ với mái tóc bạc phơ, tươi cười tràn trán tràn chiếu mắt màng cho chiếc giường cưới của các con các cháu với những mong ước tốt lành. Tình cảm của cụ dành cho các con các cháu thật không thể nào kể xiết,
đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, cụ và các con phải sơ tán xa Hà Nội, một mình trông nom lo lắng cho gia đình của mẹ già và các con đang tuổi ăn học, cũng không ngần ngại chăm sóc giúp ba cháu nhỏ. Có cháu con đang độ tuổi mẫu giáo là con của các em cô trong hoàn cảnh bom đạn khó khăn, thiếu thốn lụt về. Hơn nữa, thế kỷ đã qua, các cháu đó giờ đây cũng đã độ tuổi nghỉ hưu, có con có cháu nhưng vẫn không lúc nào quên được công dạy dỗ chăm sóc và mẫn yêu quý với ba con sống thiền, cũng được mọi người quý mến bởi đức khiêm nhường, thương thân tương ái. Nhà ai có người ốm đau bệnh tật cũng đều có mặt khi mũi tiêm, khi viên thuốc an ủi động viên. Mỗi khi gia đình bà con xóm mỏ có công việc cũng sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ rất tận tình. Cả đời vất vả vì chồng con cháu chắc, có thể nói cụ Hồ Thị Mận là một mẫu người phụ nữ Việt Nam điển hình cho sự hy sinh tận tụy vì gia đình con cái. Dẫu biết rằng sinh tử là hẹn thượng tình, nhưng sự ra đi hôm nay của cụ vẫn là một mất mát to lớn không gì bù đắp nổi của gia đình và dòng họ. Với sự hiện diện đông đủ các con cháu họ hàng bè bạn gần xa, chúng tôi nghĩ rằng ở thế giới bên kia, linh hồn cụ sẽ chứng giám cho tấm lòng thiết thương vô hạn của chúng ta, những người có mặt ở đây để tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin vĩnh biệt cụ. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Vô cùng tương kính cụ Hồ Thị Mận, nguyện biệt cụ, xin đề nghị tất cả chúng ta hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sớm, còn một xe sẽ đợi đến sau 7 giờ
khi làm thủ tục xong sẽ quay về. Cho nên nếu các cụ các bà nào đi thì chú ý về cái thời gian xe sẽ quay về để cho nó tiện đỡ trục trặc trong cái việc đi lại. Xin thay mặt gia đình cảm ơn. Đến chư điệu cụ hồn thị mật đến đây kết thúc. Trước khi đưa linh kính của cụ Văn Sê Tăng về nơi an nghỉ cuối cùng, xin chân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể tăng quyến hãy đi vòng quanh linh kính của cụ lần cuối. Xin chân trọng kính mời. Mời các vị chúc gia đình đi sau.